đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Đài tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một câu chuyện mới có tên là The Wedding đám cưới. Và các bạn sẽ biết tại sao câu chuyện lại có tên như vậy khi theo dõi toàn bộ loạt chuyện này. Đoạn hội thoại đầu tiên của bài học hôm nay diễn ra tại văn phòng hãng hàng không Opla. Pavi, Mars và Leila đang nói chuyện về các sự kiện gần đây. Chúng ta nghe Leila nói. Do you know something? The captain's been in a really good mood these last few days. Mọi người biết gì không? Mấy ngày nay, cơ trưởng có tâm trạng rất thoải mái. Nhưng cho dù cơ trưởng có vẻ hạnh phúc, Mars nói. Actually, I feel really sorry for him. Thực sự tôi cảm thấy tiếc cho ông ấy. Câu hỏi đầu tiên của bài học là tại sao Mas cảm thấy đáng tiếc cho cơ trưởng và một câu hỏi nữa là Betsy đi đâu vào buổi sáng hôm nay? Mời các bạn cùng nghe hội thoại. Do you know something? The captain's been in a really good mood these last few days. Yes, he has, hasn't he? And I thought he'd be furious about Mrs. Kashori. Yes, so did I. Actually, I feel really sorry for him. I mean, he'd gone to all that effort. He'd run the marathon and everything, and then Mrs. Kashuri only wanted to talk about Betsy's booster. She wasn't interested in Obler Air at all. But at least he got onto the front page of the newspaper, and he certainly raised our profile. I've been getting loads of inquiries. Even so. I still don't think it's fair. Yeah, I know what you mean. The captain did all the work and Betsy got all the luck. Actually, Betsy's got another meeting this morning. What? About Betsy's booster? Yeah, I saw her down the road earlier. She was all dressed up. She looked a bit nervous, though. I don't blame her. I mean, it's so exciting, isn't it? <gasps> to think Betsy's booster might be a real product you could go out and buy in the shops. It's amazing. Yeah, yeah, I suppose it is. Vậy tại sao Musk cảm thấy đáng tiếc cho cơ trưởng? Anh ấy nói, He'd gone to all that effort. He'd run the marathon and everything. And then Mrs. Kishori only wanted to talk about Betsy's booster. Ông ấy đã cố gắng hết sức tham gia chạy marathon và tất cả mọi thứ. Và sau đó, bà Kishori chỉ muốn nói về thứ nước tăng lực của Betsy. Nếu như theo dõi câu chuyện lần trước, các bạn sẽ biết Mars đang nói về chuyện gì. Để gây ấn tượng với bà Kersori, người quản lý ngân hàng, Oblae đã tài trợ giải Marathon Freeport và cơ trưởng còn tham gia cuộc chạy đua. Nhưng như Musk đã nói, Mrs. Kishori wasn't interested in Obla Air at all. Bà Kersori hoàn toàn không quan tâm đến Oblae. Bà ấy chỉ quan tâm đến thứ nước tăng lực mà Bessie đã chế ra, gọi là nước tăng lực của Bessie. Leila đồng ý với Mars, cô nói. The captain did all the work, and Betsy got all the luck. Cơ trưởng đã làm tất cả mọi việc và Betsy hưởng tất cả mọi sự may mắn. Còn Betsy đi đâu vào buổi sáng hôm nay? Bà Vi nói. Betsy's got another meeting this morning. Betsy có một cuộc gặp gỡ sáng nay. Đó là cuộc họp với một vài doanh nhân quan tâm đến thứ nước uống tăng lực của cô ấy. Bà Vi nói. To think, Betsy's booster might be a real product. You could go out and buy in the shops. It's amazing. Nghĩ xem, nước tăng lực của Bessie sẽ trở thành một sản phẩm mà bạn có thể mua ở ngoài cửa hàng, thật tuyệt vời. <laughs> Câu chuyện tiếp tục khi Bessie đến văn phòng. Cô ấy vừa đi thẳng từ chỗ họp về đây. Bessie kiểm tra xem cơ trưởng có ở văn phòng không, bởi vì cô không muốn ông ấy nghe thấy những chuyện mà cô ấy sẽ kể với mọi người sau đây. There were three of them in suits and ties. Họ có ba người mặc com lê và thắt cà vạt. then a glass. Họ đã hỏi tôi một vài câu, và sau đó tôi rót cho mỗi người một cốc nước nhỏ. Nhưng trước khi Bessie tiếp tục câu chuyện thì cơ trưởng đến, và trông ông ấy thực sự rất vui vẻ. Ông ấy nói với Bessie, You look very smart. Are you going to a wedding or Trông cô rất lịch sự. Cô sắp đi dự đám cưới hay gì vậy? Và đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Cơ trưởng yêu cầu Moss làm gì và những người ở cuộc họp có thích nước tăng lực của Betsy không? Mời các bạn cùng nghe hội thoại. Hello everyone. Hello, Hello, Betsy. Betsy. Hello Betsy. Oh, Betsy, look at you. You look lovely. Well, thank you. So, how did it go your meeting? Well, the captain's not here, is he? No, it's okay. Well, it was like a proper business meeting. All very formal. There were three of them in suits and ties. They asked me a few questions, and then I poured each of them a little glass. And what did they think? Well, they're all like mm, different. Yes. Interesting. And then I told them all about the marathon. Could someone open the door for me? I've got my hands full. I'll get it. It's the captain. I'll tell you in a moment. Oh, thanks, Layla. Morning, everybody. Morning, Captain. Morning. Ah, you're all here, and Betsy too. You look very smart. Mm -hmm. Are you going to a wedding or something? Oh no, I. Oh, anyway, it's a lovely dress. It really suits you. Thank you, Captain. Right, Mus. I've got a few more things outside in the car. Can you help me bring them in? Of course, Captain. So, did they like it, your Betsy's booster? Well, I think so. I'm optimistic, anyway. They said I'd hear from them over the next few days. Oh, that's so exciting, isn't it, Pavi? What are you all whispering about? Oh, nothing, Captain. Câu trưởng yêu cầu Mars làm gì? Ông ấy nói, I've got a few more things outside in the car. Can you help me bring them in? Cơ trưởng và Mars đi ra ngoài, rồi Pavi, Leila và Bessie tiếp tục nói chuyện về cuộc họp của Bessie và những người trong cuộc họp có thích nước uống tăng lực của Bessie không? Bessie nói thầm. I think so. I'm optimistic anyway. They said I'd hear from them over the next few days. Tôi nghĩ là có, tôi lạc quan về điều đó. Họ bảo sẽ thông báo cho tôi trong vài ngày tới. Nghe có vẻ như những người tại cuộc họp thích nước uống tăng lực của Bessie. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về loại nước uống này trong các bài học tiếp theo. Hãy nghe Oplae nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15, 13 giờ 30 và 23 giờ các ngày thứ tư và thứ năm hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn có thể tìm thêm các nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra khi cơ trưởng quay lại văn phòng và thấy ba người phụ nữ đang thì thầm với nhau, ông hỏi: You're not keeping any secrets from me, I hope. Mọi người không giấu tôi bí mật gì đấy chứ, tôi hy vọng vậy. Ông ấy muốn biết họ đang nói chuyện gì, nhưng rõ ràng là họ không muốn kể, vì thế cơ trưởng nói: I'll find out soon enough. Nothing stays secret in this office for long. Tôi sẽ biết điều đó sớm thôi, không có gì là bí mật lâu trong văn phòng này được." Pavi sau đó nói với Bessie. an email here for you." "Có thư điện tử gửi cho chị này." Bessie hỏi. "What's it about?" "Về chuyện gì vậy?" Pavi trả lời câu hỏi đó thế nào và thêm một câu hỏi nữa. Việc gì đã xảy ra ở cuối đoạn hội thoại này? Mời các bạn nghe và tìm câu trả lời nhé. "What are you all whispering about?" <laughs> Captain, you're not keeping any secrets from me, I hope. Oh, oh no, Captain. We would never do that, would we, Betsy? Oh no. <laughs> mm, I get the impression something is going on. I don't know where you get that idea from. I can see you're not going to tell me, but I'll find out soon enough. Nothing stays secret in this office for long. Where do you want this, Captain? Oh, uh, thanks, Mose. Can you put it on my desk? Sure. Oh, Betsy, by the way, there's an email here for you. Really? What's it about? Well, it was marked strictly private, so I didn't open it. What? I don't believe that. If something's marked private or personal or confidential, you always read it. I know you do. <laughs> well, uh, I do not. Well, anyway, I didn't read this one. I promise. Well, it doesn't matter. As I say, I've got nothing to hide. Who is it from? Did you notice? Oh, well, just a minute, I'll find it for you. Oh, oh that's strange. What's it doing? No. Oh, oh no! Oh, it's crashed. Oh. That's the second time this morning. Just switch it off and switch it on again. That normally works. Oh, really? And since when were you such an expert in computers? I'm only trying to help. Well, it's not doing anything. Hmm. Oh, look at this thing. Honestly, it's completely dead. Oh, sounds like we'd better get someone in to look at it. Vậy nội dung bức thư là gì? Ba nói. It was marked strictly private, so I didn't open it. Bức thư được đánh dấu thư cá nhân nên tôi đã không mở ra. Bavi cố gắng chỉ cho Bessie xem trên máy tính và rồi việc gì xảy ra? The computer crashes. Máy tính bị treo, Moss nói. Just switch it off and switch it on again. That normally works. Hãy tắt đi và bật lại, nó vẫn thường thế mà. Nhưng lần này máy không chạy bởi vì như Pavi giải thích. It's completely dead. Nó chết hẳn rồi. Và đoạn hội thoại kết thúc khi cơ trưởng nói. Sounds like we'd better get someone in to look at it. Xem ra chúng ta nên gọi ai đó đến sửa máy. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về việc máy tính treo trong bài học lần sau. OpLae, tiếng Anh chuẩn của người bản địa, chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng tôi sẽ nhắc lại một số cấu trúc ngôn ngữ trong bài học hôm nay lây sử dụng một cụm từ để nói về việc Betsy mặc chỉnh tề. Các bạn có nghe được cụm từ đó không? Actually, Betsy's got another meeting this morning. What about Betsy's booster? Yeah, I saw her down the road earlier. She was all dressed up. She looked a bit nervous though. Cụm từ mô tả ai đó ăn mặc chỉnh tề là all dressed up. She was all dressed up. Cơ trưởng cũng đã dùng một cụm từ để khen quần áo Betsy lịch sự hợp với cô ấy các bạn có nghe được cụm từ này không? You're all here and Betsy too. You look very smart. Mm -hmm. Are you going to a wedding or something? Oh no, I. Oh, anyway, it's a lovely dress. It really suits you. Vậy cụm từ để nói ai đó mặc lịch sự là You look very smart. You look very smart. Và cụm từ để nói rằng bộ trang phục hợp với ai đó là It suits you. It really suits you. Và các bạn có thể sử dụng các cụm từ này cho cả nam và nữ. Ở đoạn hội thoại cuối bài, Marx đã sử dụng hai từ có cùng nghĩa là cá nhân. Các từ đó là gì? Well, it was marked strictly private, so I didn't open it. What? I don't believe that. If something's marked private or personal or confidential, you always read it. I know you do. Và hai từ có cùng nghĩa là cá nhân là Personal confidential. Personal confidential. Oh, Betsy, by the way, there's an email here for you. Really? What's it about? Well, it was marked strictly private, so I didn't open it. What? I don't believe that. If something's marked private or personal or confidential you always read it i know you do <laughs> well, uh, i do not well anyway i didn't read this one i promise well it doesn't matter as i say i've got nothing to hide who is it from did you notice oh well, just a minute i'll find it for you oh, oh that's strange what's it doing no. oh oh no oh it's crashed oh. That's the second time this morning. Just switch it off and switch it on again. That normally works. Oh, really? And since when were you such an expert in computers? I'm only trying to help. Well, it's not doing anything. Hmm. Oh, look at this thing. Honestly, it's completely dead. Mm -hmm.